Dạ chào bà con, hôm nay em quay tổng chi tiết tất cả các máy đang có tại bãi cho cô chú anh chị mình. Bà con mình thấy thích hợp bé nào đến trực tiếp bãi ấp Phú Mỹ 2, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long để xem máy và kiểm tra máy giúp em nha cô chú anh chị nha. Dạ xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Mời bà con coi clip. Dạ đây là Yanma 6BH, dòng này 2700 tua tay dinh dài cho cô chú anh chị mình sử dụng cho nó có lực cho cô chú anh chị, chạy cho nó lực đi tải ghe lớn lớn đồ này kia cho nó ngon. Con này thì 130 ngựa, 2700 tua, turbo sườn gió và 6 máy bếp kim healthy. Hộp số thì ăn nó hiện tại đang chạy cái hộp số là 2.51, 2 tua rưỡi của chú anh chị. Dòng này bếp kim 6 máy nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sườn gió dài này rất là lực nha của chú anh chị. Tại vì nó, tay giờ nó dài, bà con mình gắn ghe tải được, ghe sắt được. Bao nhiêu? 3 con này mỗi con 6-4 triệu ha. Đây, nói về 6BH thì nhà em hiện tại bây giờ đang có 3 con nhập Nhật đã qua sử dụng nước ngoài nha. Con này thì có dặm tuốt vài chỗ. Ở dưới đây thì vẫn còn nước sơn gin. Hàng nhập Nhật thì bao cho cô chú anh chị mình có quá tăng đa, bao nắp lóc không nước bể còn đủ đồ ha. Bơm gin, đi mô sạc, đầu nước ngọt, turbo sườn gió, hộp số, chân máy có đủ hết. 64 triệu một con. Ở đây nhà mình có 3 con. 64 phải không anh? 64. Có 3 con nha. Hai con này là nguyên zin. Không sơn quách. Không sơn quách giảm tốt gì hết nha cô chú anh chị. Này. Chị heo còn luôn nè. Có 3 con cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Yanma 6BH 130 ngựa 2700 tua. Hộp số con này để em coi nhiêu tua. Bà con mình cần trả hộp số nhiêu á thì alo cho anh chủ em để ảnh sắp xếp cho cô chú anh chị. Con này 3 tua rưỡi nè. Con này chạy cái IB50 3 tua rưỡi. Con này cũng IB50 2.91 là 3 tua, vậy là 2 tua rưỡi, 3 tua rưỡi, 3 tua có đủ hết cho cô chú anh chị mình. 130 ngựa 2700 tua nha cô chú anh chị. Này. 6BHHT, nhà còn 3 con cho cô chú anh chị mình. 64 triệu bé. Tiếp tục nữa là Yamaha 14B. Con này 1.02, 4 máy bếp kim. Dòng này nó không có turbo, không sườn gió, dành cho những cô chú anh chị nào chạy biển. Ngại sườn gió, ngại turbo. Con này thì 86 ngựa, 2800 tua. Và có luôn sẵn cái hộp số gin theo máy. Thì hộp số này đó là 2 tua rưỡi nha cô chú anh chị, 2.54. Thằng số đây. Chị heo dầu còn luôn bà con. Con này tắt lẽ 2, 4 máy bếp kim. Chị heo còn, heo ti nha cô chú anh chị. Con này cũng nhập Nhật. Bao cúc ếch, bao nắp lóc không nước bể, đồ thì có đủ, bơm gin, demo, đầu nước ngọt, chân máy, dây điện còn đủ luôn. Như đây, con này thì 86 ngựa nha, 2008, tất là 2 á. Con này nguyên combo, 50 triệu cho cô chú anh chị, 14B. Con này là Yanma 4BH, 70 ngựa, 2800 tua, bê tông 95 ly, 4 máy bếp kim. Đang chạy hộp số IB theo máy, giá con này cũng mềm mỏng nữa cô chú anh chị. Như đây, hộp số con này là, đâu rồi? Số mấy tua vậy ta? 2 tua rưỡi của chú anh chị. Số 2 tua rưỡi, 2 rưỡi. Con này 2 tua rưỡi của chú anh chị. À, mở cái cò ra cho cô chú anh chị mình coi bên trong. 4 máy bếp kim 95 ly nha, Yanma 4BH turbo, 70 ngựa. Trong mới tinh luôn của chú anh chị. Rất là nét. Con này hiện tại bây giờ là bao cho cô chú anh chị mình hết tất cả luôn. Hàng nhập Nhật của Yanma. Dây điện còn đủ. Con này không có sườn gió cho nó 70 ngựa nha cô chú anh chị. 59 triệu cho bà con. Con này thì là 4CX 230 ngựa. Con này thì đang chạy cái hộp số cao tốc đồng tua luôn. Giá 94 triệu cho bà con mình bé này. 94 triệu. À, vậy là muốn đổi thì ảnh sẽ đổi cho cô chú anh chị mình tùy theo hộp số. Vậy hả? Lấy hộp số cao tốc luôn nhiêu anh? À, vậy là cái hộp số mà có tua thì là 94, còn hộp số cao tốc theo máy này luôn thì là 85 nha cô chú anh chị. Con này thì 1.1 4 van. 1 để coi 2000, con này hình như 2000 mấy ta? 2500, 2600 gì đó. Mà con này nó tới 230 ngựa lần. 4 máy nha cô chú anh chị. Đây, heo dầu của em nó đây. Con này thì em có clip riêng cho cô chú anh chị mình rồi. Có clip chi tiết và clip test nổ riêng luôn. 94 triệu là hộp số có tua, còn hộp số đồng tua là 85 triệu nha. Con này nhập Nhật. Tiếp tục nữa.
Con này cũng nhập Nhật luôn nhưng mà 190 ngựa coi chứ anh chị. 1 tấc mốt, 4 van, 4 xúc bắp. Chị heo có nè. Con luôn hả? Còn đồ quay nhớt số 2,5 nha cô chú anh chị. Này, hộp số YX 2,5. Còn đồ quay nhớt luôn. Con này thì giá 85.190 ngựa. 1 tấc mốt, 4 xúc bắp. Đồ quay nhớt còn, dây điện dây đài còn đủ. Còn bà con mình có để ý tới hai dòng này là dòng 230, dòng 290 nhập Nhật mà mình chưa có cái kinh tế mình chưa tới thì lấy tiếp tục bé này. 190 ngựa đã qua sử dụng. Con này như cốt sao anh ơi? Con này bữa cốt sao vậy ta? À, cốt cốt 1 ha. Con này cốt cốt 1 190 ngựa hàng đã qua sử dụng nha. Dạ con này thì bao cho cô chú anh chị mình là cốt vừa mới kiểm tra làm rồi. Nắp lóc không nước bể, dàn hơi còn chuẩn, giá 55.000 và luôn cả bộ luôn, hộp số luôn. Còn đủ đồ nha, bơm zin, đi mô, đầu nước, hộp số, chân máy có đủ hết cho cô chú anh chị. Con này thì giá có 55 thôi, hàng đã qua sử dụng, turbo xương gió, 190 ngựa. 1 tấc mốt, 4 xúc bắp, 4 van luôn. Đây còn, ủa còn mấy bé này anh chưa ghi cho em hả? Dạ. Ít bốm ép này nhiêu nè? Bốm ép này có số luôn. 55.000, 105 ngựa, 2.900 tua, 98 ly, 4 máy bé kim, ít bốn ép turbo xương gió, 5 máy, 55. Tiếp tục luôn cho em con này luôn đi, HO6B, tắc lẻ 6 nè, lộp số hả? Dạ, con này tắc lẻ 6, 230 ngựa, 2.900 nha cô chú anh chị, 6 máy bé kim, HO6B nè. Rồi, hai con, tiếp tục. Đã qua sử dụng hả? Sử dụng hết rồi. Bao giá luôn. Dạ. Giá nhiêu anh? 40 ha. Con này tầm khoảng 70-80 ngựa nha cô chú anh chị. Giá 40.000 luôn cả số đã qua sử dụng. Cốt ít tăng đa. Con này thì nghĩa địa. Isuzu 6BD1 tắc lẻ 2, 185 ngựa, 2.700 tua. 58.000 cho bà con mình bé này. Số điện thoại thì cô chú anh chị mình gọi trực tiếp qua số của anh chủ là cái số em để ở trên á. Là số của anh chủ 7. Alo anh giùm em ha. Để anh đón cô chú anh chị mình. Xuống đây coi và test nổ trực tiếp. Clip là chỉ để cô chú anh chị mình tham khảo dễ hơn để lựa chọn bé nào. Còn vô đây mình coi thì giá đã có trên clip rồi. Thì gặp trực tiếp anh chủ luôn. Kể cả cái số điện thoại đó cũng là cái số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Gặp trực tiếp giùm em. Cảm ơn bà con mình nhiều. Giá máy thì hôm nay cập nhật được nhiêu đây. Máy này máy hỏng về thì chắc cú là về sau này giá máy nó sẽ còn nhích lên nữa của chú anh chị. Cho nên lựa chọn ngay phút này thì alo trực tiếp chủ giùm em ha. Em chỉ quay cho bà con mình tham khảo thôi trên clip. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Và xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Giá hôm nay cũng vẫn còn hợp lý nha cô chú anh chị. Rồi, alo chủ giùm em. Cảm ơn bà con.